Chợ Bến Thành là ngôi chợ có lịch sử lâu đời nhất trong các khu chợ ở Việt Nam. Chợ được xây dựng vào năm 1870 và được gọi là tên chợ Bến Thành vào năm 1912. Trải qua nhiều năm, chợ Bến Thành vẫn lưu giữ lối kiến trúc cổ xưa và là một trong những ngôi chợ có lịch sử lâu đời nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, chợ Bến Thành được xếp vào danh sách 5 chợ tốt nhất thế giới do báo USA Today bình chọn. Chợ Bến Thành có tổng diện tích 13.056 m², trung bình mỗi ngày đón khoảng 10.000 lượt khách lui tới mua bán và tham quan. Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, từ lâu chợ Bến Thành đã trở thành biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thuần túy là một nơi để mua bán, gần 100 năm qua, ngôi chợ này đã trở thành một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của thành phố, là bộ mặt kinh tế nói lên sự phát triển của một thành phố thương mại lớn nhất nước và là điểm giao hòa giữa Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Vĩnh Phúc và Phương Thúy rất vui khi được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin sáng 30 giây trên kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh quen thuộc của chợ Bến Thành và còn rất nhiều những hình ảnh, những góc nhìn ấn tượng trong góc nhìn từ trên cao của Tin sáng 30 giây mà chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị vào Tin sáng 30 giây mỗi ngày. Thưa quý vị, Tin sáng 30 giây sẽ là một chương trình 10 phút để chúng tôi có thể đồng hành và truyền tải những thông tin, sự kiện nổi bật cả quốc tế và trong nước, cũng như là một chuyên mục vô cùng đặc biệt, đó là những vấn đề mà người nổi tiếng quan tâm trong 24 giờ qua dành cho tất cả quý vị và các bạn. Và còn điều nữa là trước khi ra đường thì quý vị quan tâm đến điều gì? Chúng tôi sẽ truyền tải tất cả những điều đó mà quý vị quan tâm đến quý vị và Tin sáng 30 giây mỗi ngày. Quý vị hãy nhìn thấy chúng tôi ở trên kênh FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với tin cập nhật quốc tế 30 giây. Thưa quý vị, khi nước Úc đang chuẩn bị cho một mùa cháy rừng thì một nhóm các nhà khoa học Australia đã sử dụng chó đánh hơi để có thể giải cứu gấu túi. Năm ngoái, khoảng 6.000 con gấu túi đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng tồi tệ nhất ở Úc trong nhiều thập kỷ. Nhờ những chú chó đặc nhiệm mà hơn 100 con gấu túi đã được giải cứu. Các nhà chức trách kỳ vọng một mùa xuân lạnh hơn, ít mưa hơn trong năm nay. Nhưng những chú chó đặc nhiệm thì luôn luôn sẵn sàng để giải cứu càng nhiều gấu túi càng tốt. Vâng, hiện nay thì ngày càng nhiều công ty Trung Quốc khai thác thị trường thịt chay trong bối cảnh người tiêu dùng hướng tới thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng. Các nhà phân tích và những người kinh doanh trong ngành cho biết, các lựa chọn thay thế thịt của những người ăn chay đang tăng dần lên sau những mối đe dọa về sức khỏe như coronavirus và dịch tả lợn châu Phi. Giám đốc nhóm nghiên cứu thị trường Trung Quốc cho biết, chìa khóa cho tương lai của thị trường thịt chay chính là hương vị. Nhà sản xuất phải làm cho sản phẩm thịt chay của mình giống với hương vị thật nhất có thể. Thông tin tiếp theo sẽ liên quan đến chủ đề du lịch dành cho những vị khán giả nào yêu thích du lịch. Vừa qua thì tại Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố lâu đài Bông, Pamukkale đã được mở cửa trở lại và đón 145.000 du khách đến thăm trong tháng 8. Địa danh này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp về tự nhiên lẫn địa chất. Pamukkale còn được mệnh danh là thiên đường màu trắng của tỉnh Denizli và là một trong những điểm du lịch nhộn nhịp nhất nước này. Các khách sạn thì đang có kế hoạch để đón khoảng 1 triệu khách du lịch tại thiên đường màu trắng này vào cuối năm nay, ngay khi các chuyến bay chở khách quốc tế bắt đầu bay trở lại. Dự kiến là gần một nửa số khách du lịch nước ngoài sẽ đến từ các quốc gia Đông Á. Tiếp theo sẽ là các thông tin trong nước. Thông tin đầu tiên về vấn đề giáo dục. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng cho biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng được công bố từ hôm nay ngày 16 tháng 9. Có thể thấy thì thành phố Đà Nẵng là địa phương cuối khi công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo đó thì điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã được công bố từ 0 giờ 16 tháng 9. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi bằng cách truy cập địa chỉ hệ thống tra cứu điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, hệ thống tra cứu điểm thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, liên hệ tổng đài 1022 Trung tâm thông tin dịch vụ công Đà Nẵng hoặc liên hệ tổng đài 1080 VNPT Đà Nẵng. Một thông tin tiếp theo đến từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết thời gian qua thì các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ, trong đó có điện mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng, đã tạo sự phát triển nhanh chóng của các dự án. Tính đến đầu tháng 9 2020 thì cả nước đã có tổng cộng gần 50.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 1.200 MWp được lắp đặt và đưa vào vận hành. Đặc biệt, để có thể khắc phục tình trạng quá tải lưới điện do các nguồn điện năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời mái nhà được đưa vào vận hành đồng loạt trong một thời gian rất ngắn, EVN đã đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện.
EVN cũng đã vừa đưa vào vận hành nền tảng điện mặt trời mái nhà với tên gọi đó là EVN Solar để có thể cung cấp giải pháp toàn diện cho các chủ đầu tư là các hộ gia đình, doanh nghiệp có mái nhà có nhu cầu. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội quyết định cho phép các quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ hôm nay ngày 16 tháng 9. Phố đi bộ Hồ Gươm mở lại vào cuối tuần này 18 tháng 9. Theo đó, thì thành phố thống nhất đề xuất của quận Hoàn Kiếm mở lại phố đi bộ từ ngày 18 tháng 9. Các cơ quan đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt ở những nơi tập trung đông người. Các quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động bình thường từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên thì vẫn phải khử khuẩn, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ. Một thông tin về việc đi lại trong ngành hàng không, đó là thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đang tăng, Vietnam Airlines họ sẽ tiếp tục tăng thêm tần suất khai thác trên 6 đường bay nội địa giữa Hà Nội và Vinh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku. Và lần lượt từ nay đến tháng 10 thì hãng sẽ nâng tần suất từ 5 chuyến bay một tuần lên từ 11 đến 26 chuyến mỗi tuần. Như vậy là tổng số chuyến bay được tăng thêm mỗi tuần trên cả 6 đường bay nội địa là gần 40 chuyến mỗi tuần. Với đường bay Đà Nẵng thì từ ngày 16 tháng 9 hãng tăng tần suất mỗi ngày là 4 chuyến bay giữa Hà Nội Đà Nẵng và 5 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì Vietjet Air cũng triển khai các kế hoạch để tăng chuyến phục vụ hành khách của mình. Vâng, tại huyện Sốp Cộp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Sơn La tổ chức lễ bàn giao 107 mái ấm tình thương nơi biên giới tặng các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn của huyện Sốp Cộp. Tại buổi lễ, các đại biểu đã gắn biển bàn giao 2 phòng học trị giá 400 triệu đồng và tặng quà cho giáo viên, học sinh tại điểm trường Pói Lanh, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp. Đây là công trình do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vận động quyên góp xây tặng. Ngay sau đó, thì các đại biểu đã tiến hành lễ gắn biển bàn giao 107 căn nhà mái ấm tình thương nơi biên giới tặng các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là chuyên mục đó là người nổi tiếng quan tâm, mà tôi nghĩ rằng là chuyên mục này sẽ vô cùng phù hợp với lại chị Phương Thúy, bởi vì tôi được biết là chị là một TikToker đúng không ạ, là người sản xuất những nội dung thông tin giải trí trên đó là trên mạng xã hội TikTok. Và tôi còn nhớ đó là khi mà tôi truy cập vào TikTok của chị thì đã có hơn 44.000 lượt quan tâm và hơn 15.000 người theo dõi. Đó là một con số rất ấn tượng. Dạ vâng, Phương Thúy có TikTok như là một cái thú giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Và có lẽ là từ cái lúc mà bắt đầu từ cái đợt dịch bùng phát lần đầu ấy, thì chúng ta đã bị cách ly một vài ngày. Lúc đó thì ở nhà cũng rất là buồn, không có việc gì chơi. Thế nên là Phương Thúy đã tự chơi TikTok. Và Phương Thúy nghĩ là không phải một mình Phương Thúy đâu, mà còn rất nhiều các bạn trẻ cũng đã làm cái điều đấy vào trong cái đợt dịch đó. Với TikTok thì tôi nghĩ là chị là một người nổi tiếng. Vậy thì với chuyên mục này, những người nổi tiếng họ quan tâm ngày hôm nay thì chị rất nên theo dõi. Đó là phóng viên Ngọc Diễm của FPNC chúng tôi cùng với lại bạn Thanh Thanh Huyền, cũng là một gương mặt, một cô gái trẻ rất xinh đẹp, được nhiều người trẻ quan tâm, sẽ trò chuyện về trào lưu sử dụng TikTok và những điều tiềm ẩn sau đó. Mời chị Phương Thúy và tất cả quý khán giả cùng theo dõi nhé trong sáng nay, Tin sáng 30 giây. Kính thưa quý vị, với sự phổ biến của điện thoại thông minh hiện nay thì Diễm nghĩ rằng một trong số những chúng ta đang sở hữu cho mình một cái tài khoản mạng xã hội nào đó, và Diễm nghĩ là mọi người sẽ biết đến TikTok, một cái mạng xã hội rất là thịnh hành trong năm 2020. Tuy nhiên bên cạnh những cái thông tin tích cực thì chúng ta vẫn đâu đó thấy những cái hình ảnh khá là tiêu cực. Và người nổi tiếng họ quan tâm về vấn đề này như thế nào? Thì câu chuyện chúng ta sẽ bàn với một cái nhân vật rất là quen thuộc với chúng ta, đó là MC Thanh Thanh Huyền. Không biết Thanh Huyền này, Thanh Huyền nghĩ như thế nào về những cái thông tin tiêu cực hiện nay trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok ? Thỉnh thoảng mình cũng có thấy những điều tiêu cực, và đặc biệt là trong những cái video hot á, mà bạn đọc cái phần bình luận á, thì sẽ thấy rất là nhiều điều tiêu cực ở trong đó. Các bạn tranh luận rất là gay gắt và thậm chí là nói tục chửi thề nữa. Thì Huyền thấy đó là những cái điểm tiêu cực không đáng có của TikTok, và Huyền nghĩ là nên có một vài cái luật đặt ra cho những người tham gia TikTok và giới hạn những cái nội dung tiêu cực ở trên TikTok đó, để tránh trường hợp là những em bé nhỏ xem TikTok có thể phải chứng kiến những cái điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta có những cái ràng buộc đối với những người tham gia TikTok thì Thanh Thanh Huyền có nghĩ là nó sẽ giảm đi sức hút đối với giới trẻ Việt Nam hay không? Là Huyền nghĩ là có thể nó sẽ giảm nhiệt một chút, nhưng mà bù lại sẽ có những cái nội dung tích cực hơn. Cho nên là Huyền nghĩ đó nên là một cái môi trường trong lành để mà mọi người tìm kiếm niềm vui và giải trí ở trên đó thôi. Vậy theo Huyền thì những bạn trẻ khi tham gia TikTok thì họ cần tham gia với tâm thế như thế nào? Huyền nghĩ là những người trẻ tham gia TikTok nên có tâm thế là tìm kiếm cho mình niềm vui, và mình mang lại niềm vui cho mọi người, cùng nhau xây dựng những cái nội dung để mà tăng cái tính sáng tạo cho mỗi người. Huyền thấy là từ khi có TikTok á,
thì họ đã phát hiện ra rất là nhiều tài năng của những con người bình thường, có thể là một cái cô bán hàng có một lối nói chuyện rất là dí dỏm giản dị nhưng mà nó lại rất là duyên, thì đó có thể là một tâm thế, một cái điều tích cực mà mọi người nên hướng tới khi mà mình sử dụng mạng xã hội TikTok. Huyền nghĩ không chỉ là TikTok đâu mà cả là những nền tảng khác nữa. Vậy Thanh Huyền có thể chia sẻ với khán giả của BNC về bí quyết để xây dựng nội dung cũng như là hành thức trên TikTok được không ạ? Trước tiên Huyền xin nói tới một điều để mà làm sao có được nhiều lượt xem ở trên TikTok và cho tất cả mọi người, đó là mọi người phải bắt trend thật là nhanh. Và mình phải tăng cái tính sáng tạo của mình lên. Không chỉ là bắt trend mà mình tạo ra một cái trend mới, một xu hướng mới. Thì đối với lại cái kênh TikTok của Huyền thì Huyền thường hướng mọi người tới những cái điều vui vẻ nè. Và Huyền cũng thường đăng tải những đoạn video mà giao lưu với nghệ sĩ, những cái đoạn hát hò vui nhộn. Thì Huyền nghĩ là nó sẽ là một cái môi trường thật là vui vẻ thôi và học hỏi được những cái điều sáng tạo. Rất cảm ơn Thanh Anh Huyền với những chia sẻ rất là thú vị với FBNC ạ. Cảm ơn FBNC. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa Vĩnh Phú, có lẽ là đó là những điều mà Thanh Huyền vừa nói, là những điều mà Phương Thúy cần để ý hơn, đó là không bị phụ thuộc vào TikTok hay là bất cứ một mạng xã hội nào khác. Vì suy cho cùng thì Phương Thúy vẫn luôn tự tin là mình vẫn có thể xinh đẹp ở ngoài đường, ở bất kỳ đâu hay là ở trong bản tin sáng 30 giây ngày hôm nay, phải không quý vị? Tôi đồng ý với điều này chị Phương Thúy, chị luôn luôn xinh đẹp trong FPNG cũng như là trên chương trình tin sáng 30 giây. Còn bây giờ là hy vọng là chúng tôi có thể tiếp thêm nguồn năng lượng dành cho tất cả quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi tin sáng 30 giây với phần thông tin, đó là cập nhật thực tế về giao thông và thời tiết, sẽ giúp cho quý vị luôn xinh đẹp và tự tin như là biên tập viên Phương Thúy của chúng tôi. Mời quý vị cùng gặp gỡ với Lê Nhi. Thưa quý vị, những ngày qua tại các điểm đường tỉnh 743 hướng lưu thông từ vòng xoay An Phú đến Miếu Ông Cù, tỉnh Bình Dương, quốc lộ 1 hướng lưu thông từ ngã tư Tân Thới Hiệp, quốc lộ 2, quốc lộ 51 hướng lưu thông từ ngã ba Vũng Tàu đến ngã ba Bến Gỗ, tỉnh Đồng Nai là những điểm kẹt xe nổi cộm ở những giờ cao điểm trong ngày. Nếu quý vị có lịch trình di chuyển qua những điểm này, chúng ta nên lưu ý sắp xếp thời gian, tránh giờ cao điểm để thuận lợi hơn trong công việc. Đồng thời ở cầu Tân Thuận 1 thì vẫn đang cấm các loại xe có trọng tải từ 5 tấn lưu thông qua cầu. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi từ quận 4 sang quận 7 thì các loại xe có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, từ quận 7 sang quận 4 thì vẫn đang cấm các loại xe 2 bánh, 3 bánh lưu thông qua cầu. Từ 6 giờ đến 9 giờ các loại xe sơ mi rơ móc không được phép lưu thông qua cầu. Quý vị cũng như bác tài lưu ý, chúng ta nên chọn cung đường phù hợp cho lịch trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn về tình hình thời tiết thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 16 tháng 9 và ngày mai 17 tháng 9, ở Biển Đông sẽ xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới và mạnh thành bão, di chuyển vào vùng đất liền của nước ta. Ngoài khả năng mạnh thành bão thì không khí lạnh cũng sẽ xuất hiện và ảnh hưởng đến thời tiết của toàn quốc. Riêng vùng Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra mưa to đến rất to, trong cơn mưa có khả năng xảy ra dông lốc, gió sấm sét và gió giật mạnh. Quý vị nếu như ra đường thì ngoài việc trang bị dù, ô, áo mưa thì chúng ta cũng nên trang bị thêm một chiếc áo khoác hay một chiếc khăn như thế này để giữ ấm cho cơ thể của mình nhé. Lê Nhi, FBNC. Xin được cảm ơn phóng viên Lê Nhi đã cập nhật những thông tin về cả giao thông và thời tiết hiện tại trong thời điểm này. Và rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã giữ nhịp để cùng theo dõi tin sáng 30 giây cùng với FBNC chúng tôi. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên đặt chuông báo thức, thức dậy vào 6 giờ sáng và hãy bắt nhịp một ngày mới cùng tin sáng 30 giây của chúng tôi quý vị nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trên kênh YouTube FBNC, trên kênh FBNC và Facebook FBNC mỗi ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Phương Thúy và Vĩ Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại.